Tuyệt vời 6 cặp đôi cùng tổ chức đám cưới vàng khiến nhiều người ngưỡng mộ ùa vào chúc phúc. Thuở thiếu thời, họ đến với nhau trong cảnh nước nhà còn đang khói lửa chiến tranh. Anh là bộ đội xông pha chốn thao trường, em là hậu phương ở vậy đợi anh vì một lời hứa. Hòa bình về, một cái đám cưới trọn vẹn cũng chẳng thể dành cho nhau. Một chiếc áo tinh tươm, một vòng hoa đội đầu cũng chỉ thay bằng những câu yêu thương tình nghĩa. Thế mà họ đã gắn bó với nhau suốt cả những năm tháng thanh xuân. Họ không rời nhau cho đến khi răng long đầu bạc. Ngày nay sau hơn 45 năm chung chăn chung gối, đồng vợ đồng chồng, các con các cháu đều rạng rỡ công danh. Mọi người đã tụ họp về tổ chức nên một buổi đám cưới vàng cho cả thảy 6 cặp đôi cùng một lúc. Ông nắm tay bà, dìu dắt bà đi trên con đường hạnh phúc như cái cách mà ông đã dìu bà đi trong suốt thời tuổi trẻ của cả hai người. Vâng, thưa quý vị, xin em cô gái nghĩa tình gặp anh bộ đội chung tình đẹp đôi. 45 năm đã qua rồi, cháu con đông đúc, cuộc đời bình yên. Và lúc này đây, đó chính là nụ cười, là hạnh phúc của chú Rể Đức cùng với cô dâu Lan, thưa quý vị. Và lúc này đây thì đây chính là ba cặp đôi kỷ niệm của 45 năm. Và chúng ta hãy cùng dành cho 45 năm nghĩa tình vợ chồng của họ một tràng pháo tay đi ạ. Em là cô gái Thái Bình, yêu anh bộ đội chung tình năm xưa. 4 năm trong đời ngóng chờ, hoàn thành nghĩa vụ, xe tơ trọn đời. 40 năm đã qua rồi, kỷ niệm ngày cưới, đẹp đôi duyên vàng. Và thưa quý vị, đây chính là duyên vàng của cặp đôi đầu tiên của 40 năm đấy ạ. Và chúng ta cùng dành cho nghĩa xin một tràng pháo tay đi ạ. Cô dâu chú rể thật tuyệt vời. Và cặp tiếp theo sẵn sàng đi nào. Lễ vinh thắng chú rể. Nụ cười rạng rỡ trên môi các bà như thay cho tiếng lòng hạnh phúc đang đập rộn ràng trong trái tim. Những trái tim rộn ràng như bồi hồi về một thời thanh xuân phơi phới. Bó hoa trên tay, nụ cười trên môi, người thương bên cạnh. Những điều nhỏ nhoi cho một ngày kỷ niệm đám cưới vàng vô cùng đáng nhớ. Hình ảnh 6 cặp đôi lần lượt bước lên sân khấu mừng ngày hạnh phúc đã khiến cho cộng đồng mạng không ngớt lời trầm trồ ngưỡng mộ và ước ao. Nhiều người theo đó cũng đã gửi đến các ông các bà những lời chúc chân thành nhất, mong sao ông bà đã vĩnh viễn đồng tâm cả một đời, vẫn sẽ tiếp tục cùng nhau gắn bó thêm nữa trong suốt đoạn đường còn lại của cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.